có cái chuyện lụm tiền không mà lụm cũng không xong nữa, thiệt tình. Ông nói cái nữa là tôi cú đầu ông liền á. Trời đất ơi, ngồi trên xe bốc phét thì giỏi lắm, không giỏi xuống đây lụm đi. Mình ghê luôn á, thiệt tình không biết sinh ra ba cái mạng xã hội này chi vậy hả, gặp toàn là dân sống ảo không à. Ê, bà nói gì là tầm bậy nghe, cái đó là tài năng. Tôi á là livestream cũng có tiền, cái lúc mà có tiền bà đếm bà có cần nhận không? Bớt ngộ nhận lại. Tôi kiếm tiền ghê. Rồi cái hả cái cộng dây thun cột cái kiểu gì mà để bung ra, thiệt tình luôn á. Rồi lỡ như ai nhặt được tiền rồi sao? Kiếm đi nói hoài à. Mấy chị ơi, tiền của mấy anh chị bay hả? Đúng rồi, cảm ơn anh nha. Mà sao để tiền bay tứ tung vậy anh chị? Do là nãy vợ chồng tôi đứng đếm tiền cái tuột tay cái nó rớt tùm lum tè le. Trời đất ơi, mà anh chị đếm tiền á, sao không vô xe đếm hay là lựa chỗ nào á, kín kín mà đếm, không sợ gặp người xấu hả? Cảm ơn anh, vợ chồng tôi bất cẩn quá. Thôi tôi đi nha. Dạ. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh. Thiệt tình luôn á. Ngó xuống cái đất xe của còn tờ nào không, còn đứng nó thở dài nữa. Coi rồi không có, đếm lại coi đủ chưa. Đủ rồi. Nó mất đâu. Mà làm ơn mốt đừng làm ba trò này nữa được không? Thôi mà gán đi. Kênh của anh á, chừng nào được 1 triệu follow á, bắt đầu anh sẽ mở cho em một cái kênh. Kênh của em có nhiều view đúng không? Lúc đó vợ chồng mình tha hồ kiếm hàng. Không, kiếm tiền. Vợ chồng mình tha hồ kiếm tiền. Thôi, nói là nhớ đó nha. Bớt có lằn nhằn nói hoài mà không bao giờ làm hết á. Nhắc mới tức. Gì nữa? Nãy đọc cái bình luận của ông kia cay vãi luôn. Anh ơi, anh gửi tiền gì mà tiền cọc sao không gửi nó rời ra, thấy tức không? Kệ nó đi, làm ơn nè, đợt sau cột chắc lại cho tôi. Tôi kiếm hoài tôi mệt nha. Biết rồi, nhưng mà nè, mai mốt vợ chồng mình kiếm cái đoạn đường nào vắng á, bắt đầu tôi gỡ ra, tôi gãi cho nó bung ra, bỏ ghét. Trời, tôi đang suy nghĩ là không biết là cái vấn đề mà làm vậy để tăng ba cái lượt follow của ông nó mang một cái giá trị mục đích gì vậy? Thời đại 4.0 rồi, cái lượt like nè, cái lượt view nè, cái lượt follow nó rất là quan trọng, rất là đáng giá luôn. Bây giờ vợ chồng mình nữa bắt đầu kiểu như mà không làm nữa đúng không? Mình bán hàng online đó, bà thấy tôi mặc áo không? Đó cũng là gì này để chi biết không? Có view có like á. Thôi được rồi, đi về đi. Trời sáng giờ thấy đi ban ban ngoài đường tôi nắng tôi chóng mặt muốn nhức đầu quá rồi. Đi. Cũng đói bụng quá. Lên xe. Nhanh cái chân lên. Đây rồi. Hồi sáng giờ mới có cái clip ý nghĩa. Sếp, có ông này ổng ngầu lắm sếp. Sao ngầu? Ổng tặng tiền người ta á, nhưng mà ổng quăng tiền xuống đường. Ai đi ngang qua lụm được là ổng tặng luôn. Nhưng mà em nói này á, sếp nghe thử coi đúng không nha. Nói nghe thử. Đồng ý á, là tặng tiền cho người ta là tốt. Nhưng mà tại sao lại không trao tận tay trực tiếp mà lại quăng xuống đường như vậy? Lỡ gió nó thổi bay là cái thứ nhất. Cái thứ hai là người ta tranh giành, người ta quýnh lộn quýnh lạo, gây rối an ninh trật tự. Sếp thấy đúng không? Đâu, được coi. Hey, sếp. Ủa, hai chồng này sáng anh mới gặp nè. Anh thấy tiền bị rớt, cái họ nói là tiền họ bị bay, xong anh lụm lại anh trả cho họ. Là sếp lụm được 100 triệu luôn. Có ai giành giật không sếp? Bộ nhìn tao giống đi lụm tiền lắm hả? Không phải, nhưng mà ông này ông sang dữ lắm. Mỗi lần ông quăng tiền tặng người ta, quăng một cục về 100 triệu đó, hơi bị nhiều luôn á. Vậy mà sáng nói với anh là làm rớt tiền xong rồi nhờ anh lụm giùm. Vậy là sống ảo cô viêu rồi. Thì mà bữa giờ tụi bạn em nó bàn tán về ông nội này dữ lắm. Ai ngờ sống ảo riết quyền. Mà cũng không để cái tình trạng này được. Người ta muốn sống ảo đó là chuyện của người ta. Nhưng mà cái tình trạng quăng tiền này cũng không nên tiếp diễn. Hai chồng này hay quăng tiền ở gần nhà anh nè. Để vài bữa qua bắt tận tay, dạch mặt luôn cho chừa. Sếp cho em đi chung với. Đi thì đi. Hello tất cả mọi người, như đã hứa thì Cường hôm nay sẽ có được 1 triệu người theo dõi rồi đúng không? Cường sẽ quăng xuống đất 100 triệu, người nào may mắn sẽ nhận được nha mọi người. Phan, nếu hôm nay Cường được 2 triệu follow, Cường sẽ thả xuống đất 200 triệu tiền mặt cho mọi người luôn. Rồi, quăng này nha. Đó. Cường đã quăng rồi nha, nói là uy tín. Ai may mắn sẽ nhận được cái cọc tiền này nha. Rồi, Cường tạm biệt mọi người nha. À anh ơi, tiền này là tiền của em á, anh cho em xin lại được không anh? Tôi lụm được là của tôi. Dạ. Tiền xin lỗi. Có chuyện gì vậy? Tiền của vợ chồng mình ta lấy được kìa. Anh ơi chắc có sự nhầm lẫn gì đó chứ, tiền nè, tiền vợ chồng của tôi mà anh sao nó... Anh Cường dây lóc.
đúng không? Ê, tôi biết anh nè, anh chuyên gia làm mấy cái clip ở trên mạng mà quăng tiền để cho bà con lụm được, ai lụm được là của người đó đúng không? Tôi lụm được là của tôi đúng không? Có nói như vậy nhưng mà cái này là hai vợ chồng tôi đang kiểu test thôi, chưa có quăng thiệt. Đúng rồi. Đó. Vậy giờ anh quăng thiệt để tôi lụm cục khác. Ồ, ok bây giờ quăng cũng được nhưng mà anh phải đưa cái cọc tiền đó cho tôi, cái xong cái tôi lên xe, cái tôi chạy tôi quăng. Nhưng mà cái người nào may mắn mới nhận được, còn kiểu mà anh đi theo là sắp đặt rồi. Đúng. Vậy giờ nè, ví dụ anh quên cái cục này đi, anh lên xe anh quăng cục khác, xong rồi tôi dí theo, tôi lụm được cái cục tiền đó, tôi vừa dí tôi vừa quay clip, lúc đó sẽ minh chứng cho cái chuyện là anh sẽ không gian lận, là anh không sắp đặt. Thôi mệt quá, bây giờ không quăng, tôi đề nghị anh trả cái cọc tiền đó cho vợ chồng tôi đi. Đâu có được. Anh quăng là tôi lụm được, anh chính miệng nói trên mạng là anh quăng, ai lụm được là tiền đó của tôi đó mà. Đi tin. Ê, đâu có đâu, còn đứng đó làm gì, đi. Chạy. Ôi, đây được rồi. Ủa mà sếp ơi. Gì? Mà lấy tiền của ông đó thiệt luôn hả? Thôi, mày nghĩ 100 triệu này á, dễ ăn của hai vợ chồng đó lắm, dí tới nơi để đòi bây giờ đó. Bây giờ em đi kiếm cái góc nào á, núp, livestream, vạch mặt hai vợ chồng này luôn. Để đi. Dạ. Trời ơi, lấy tiền vợ chồng tao hả? Trả đây. Ai lấy tiền của anh? Anh làm gì vậy? Anh làm từ thiện rồi, giờ tôi nói tôi cướp tiền của anh hồi nào? Mày cầm trên tay tiền vợ chồng tao đó, trả lẹ. Anh nói rõ ràng á là anh quăng tiền ra, ai lụm được là của người đó. Tôi lụm được là của tôi mà. Ê, không lẽ là anh làm như vậy để câu view câu like thôi hả? Ôi, người kỳ vậy. Đâu thấy chưa? Tôi nói là đừng có làm ba cái vấn đề này mà. Bây giờ mất tiền luôn rồi kìa. Sao? Phải câu like câu view không? Nói chung là vợ chồng tôi là làm cái này là content chứ không có kiểu mà từ thiện gì hết, trả tiền đây. Ồ, vậy là sống ảo thiệt hả tình ơi? Sếp ơi. Ta comment chửi anh Cường vlog này quá trời luôn nè. Trời ơi, làm từ thiện mà kỳ quá à. Ai cho tụi mày live stream hả? Tao chơi cù báo với hai mày. Ôi, đánh người. Ôi, đánh người kìa, thấy chưa? Được rồi. Có sao không anh trai? Lỡ tay. Đau. Tụi em biết tụi em sai rồi. Anh ơi, em biết sai. Đau. Còn đánh người vậy? Đây. Anh. Em biết sai rồi, đau. Em biết lỗi. Có sao không vậy? Dạ, đau. Mà tôi nói anh nghe nè, đừng có gì dài ba cái like ảo ở trên mạng mà bất chấp như vậy. Muốn làm từ thiện á thì phải làm từ cái tâm chứ. Nè, còn 100 triệu nè, tôi không có cần đâu. Dạ. Trả anh nè. Đi. Nó phá nát tương lai hai vợ chồng mình rồi. Anh còn nói được nữa hả? Bây giờ mặt hai vợ chồng mình á không biết dán lên đường được không nữa kìa. Anh biết lỗi rồi, thôi về.